Bảo vệ vững chắc vùng xanh, hóa xanh vùng vàng, vùng đỏ là mục tiêu mà các địa phương của thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực hướng tới. Sau khi có quyết định 2905 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo từng cấp độ nguy cơ, công an các đơn vị địa phương đã chủ động phối hợp với tổ COVID-19 cộng đồng, tăng cường các biện pháp kiểm soát, chốt chặn người ra vào địa bàn nhằm bảo đảm an toàn, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Phường Hòa Quý, thành phố Đà Nẵng, địa phương vùng xanh đầu tiên của quận Ngũ Hành Sơn. Mặc dù được nới lỏng một vài hoạt động, nhưng người dân ở đây vẫn giữ thói quen hạn chế ra đường, chỉ đi mua hàng tạp hóa và nhờ tổ COVID cộng đồng mua những lương thực, thực phẩm thiết yếu. Công an phường cũng thường xuyên cử các tổ công tác kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định đối với vùng xanh. Những người dân lạ tới mua thuốc, mình phải hỏi họ đâu. Còn nếu không đúng thì vùng xanh của mình thì mình không bán. Để liên hệ còn cần thiết thì người ta liên hệ với y tế bằng địa phương. Là địa phương vùng vàng, có 9 trên 10 khu dân cư điểm xanh. Xã Hòa Phước của huyện Hòa Vang cũng đi đầu trong việc kiểm soát người dân ra vào bằng mã QR code. Theo đó, người dân nếu di chuyển ra khỏi nơi mình sinh sống đều được kiểm tra và xác minh thông tin đã đăng ký. Đây cũng là địa phương giáp ranh với tỉnh Quảng Nam, nên việc tuần tra kiểm soát của công an xã cũng phải chặt chẽ hơn, tránh việc người dân lợi dụng những đường ngang, lối tắt để vào khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Khi cấp cái mã này là nhớ địa phương quản lý, nhà nước quản lý rồi, nên họ không có đi lung tung, là không làm gai bệnh cho người khác, tức là không tiếp xúc với tầm bại tầm bọ. Họ đi đường là phải có giấy, có tờ đoàn quần là chứng minh là người đã là được cấp phép. Khi các người dân mà đi ra hoặc vào cửa thông thì chúng ta kiểm tra các mã code, đồng thời là tuyên truyền cho người dân biết là nên đi và đánh một đường cụ thể, chứ không được ghé những nơi không cần thiết. Đồng thời cái lực lượng chúng ta là cũng thường xuyên tuần tra, nếu phát hiện đi tới những nơi không thiết thì chúng ta sẽ xử lý. Giữ vững vùng xanh, nỗ lực chuyển hóa vùng vàng, vùng đỏ là mục tiêu cao nhất được công an các địa phương trên toàn địa bàn thành phố hướng đến và quyết tâm thực hiện. Dẫu còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn những phức tạp khó lường, công an các địa phương vẫn nỗ lực để màu xanh được lan rộng trên khắp địa bàn thành phố.